Lan rừng mùa này đang nụ thì em đang có hai nè cả nhà ơi, hai móc hồng nè, em còn có hai giáp rồi vũ nữ nữa, thì cả nhà mình nhớ theo dõi ha. Nghinh xuân này, nói chung là những cái dòng lan rừng mùa này cây nó cứng cáp và khỏe khoắn lắm cả nhà ơi, cây nó đang rất là đanh cây và chuẩn bị cho nó vào mùa hoa, tại vì vào mùa hoa bắt đầu từ tháng 2 trở đi là rất là nhiều dòng hoa lan rừng nở cả nhà. Rồi hôm nay thì nhiều mạ lắm cả nhà ơi, nhớ theo dõi đến cuối video thì cả nhà mình sưu tầm được nhiều ha. Em có kim điệp xuân nè, nở cũng từ tháng 2 luôn, sơn thủy tiên, kiều tím ha. Rồi đầu tiên cái này là mẹ móc hồng nè, mẹ móc hồng em sẽ lên là 190.000 hai chậu, cái giá là giá rất là ok nha cả nha. Nó đang lên vòi vòi nụ này cả nha, hay còn gọi là mèo hoa á, đây đó nó đang lên cả nha ha. Hai chậu như thế này giá 190 đó cả nha, mình tranh thủ mình sưu tầm ha. Cái giá đầu phiên như thế này là những cái mẹ này là giá rất là ok cả nha. Rồi quả mẹ đây là hài dép cả nhà ơi, hài dép cái này cũng đang có nụ ha. Rồi hai chậu như thế này 180 mã Q1. Q1 180. 180.000 hai chậu á cả nhà, hai chậu luôn. Và riêng cái dòng hài á thì hoa nó nở bên, thì cả nhà mình có thể mình để lên trên bàn nè và mình ngắm hoa nữa cũng rất là xinh xắn. Rồi Q2 nè, Q2 em đang có là vũ nữ hoa vàng. Trời ơi cả nhà xem hoa nè, nó chia nhánh nhánh ra đẹp không? Cái dòng này thì hoa vàng rất là tươi tắn. Rồi Q2 giá sẽ là 190.000 hai chậu luôn cả nha. Q2 190.000 hai Đó, chậu. anh chị nào nhà mình có thể để hoa, mình để bàn mình chơi cũng được, hoa nó tươi mà rất là lâu nha cả nhà, vũ nữ hoa bền nha. Rồi tiếp theo em đang có một cái combo nè, mã này là Q3, sẽ có một chậu vũ nữ vàng nè và một chậu vũ nữ sô cô la. Cái mùi hương của nó thì ngọt ngào nhẹ nhàng như sô cô la cả nhà. Trên đây thì đang còn vòi nụ nữa nè. Rồi combo này cả nhà ơi, mã Q3 hai chậu như thế này, giá 201. Trời ơi cả nhà ơi, sưu tầm ngay đi. Q3 Những mã như 201 thế hai này, chậu. những mã như thế này giá rất rất là ok luôn á cả nhà. Rồi Q4 cái này là nhất điểm hồng nè, Q4 nhất điểm hồng nè. Trời ơi cả nhà ơi xem nè, mầm nè, mầm đang đi rất là dễ thương ha, rất là khỏe luôn. Rồi Q4 nhất điểm hồng giá 160.000 một chậu cả nhà ơi, 160. Q4 160.000 chậu. 160.000 một chậu. Trời ơi cả nhà xem nè, nhìn vậy cho nhìn ở trong này cả nhà xem nè, mầm lên rất là nhiều ha, mầm lên rất là nhiều mà giá 160.000 rồi cả nhà. 160 thì cả nhà mình sưu tầm được à, hai em đang có hai chậu ha, 160 một chậu cả nhà nha. Rồi tiếp theo Q5 nè, hoặc là anh chị nè mình muốn mà sưu tầm nhất điểm hồng cây xòe hơn nè, nhiều thân hơn thì em nên có giò này cả nhà xem nè, nhiều thân tơ ha. Đó những thân đó đều là những thân sẽ cho hoa nha. Rồi 230.000 nhất điểm hồng. 230, phong Q5 cây cũng xì đẹp đúng không cả nha? 220, Q5. 220.000. Rồi cái này là Kiều Vuông Lộc Bắc. Cái này là mã Q6, em đang có chậu như thế này, giá sẽ là 140 một chậu. Cây nè, Q6 140. cây thuần khỏe, phân bón đầy đủ hết rồi, rễ rốm rồi như thế cả nhà mình thấy nè, cũng rất là khỏe rồi ha. Rồi giá thì chỉ có 140 một chậu thôi, 140 một chậu nó được một bụi này cả nhà xem nè, thân nó nè, nó sưu tầm đi cả nhà ơi, giá rất là ok luôn. Rồi cây trồng thuần em chia sẻ cái giá nó rẻ á cả nhà. Rồi Q7 nè, đây cũng là kiểu vuông lọc bắc luôn, cái chậu thì nó size nó to hơn ha, phong cây như thế này. Rồi Q7 giá thì chỉ có 160.000, trời ơi cả nhà ơi sưu tầm đi. Q7 160.000. Riêng cái dòng kiều vuông á là nó là dễ cho hoa nhất trong các dòng kiều rồi cả nhà, nó sai hoa á, riêng cái dòng này rất là sai hoa luôn mà lại còn dễ chăm nữa cả nha. Rồi Q8 này em đang có một cái mã kiều vuông, mã này là mã sale cả nha ha, một cái mã sale kiều vuông giá 250. Trời ơi cả nhà xem này, sưu Q8 tầm đi. Cái 250 dòng ngàn. này thì thân nó to khỏe cả nha, thân to khỏe nè. Nó những cái thân này là nó bị tuột lá cả nhà ơi, nó bị tuột lá chứ những thân này đều là những thân sẽ cho hoa cả nhà ha. Đây nữa nè, nó em sale là 250, 250 ngàn, ghép gỗ thuần khỏe nè. Đó ha, anh chị nhà mình sưu tầm thì cả nhà mình cứ 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 sưu tầm. Và riêng cái kiều vuông mà đến khi bung hoa ra thì nhìn cái giò nó tròn, nó sẽ rất là xinh, nó sẽ đẹp hơn nhiều cả nhà. Rồi Q9 nè, Q9 em đang có một cái giò đây. Q9 cái này là kiều vuông, giá nè, kiều vuông 790, 790 ngàn. Q9 Một cái giò kiều vuông 790 như thế ngàn. này. Giò này thì nhiều thân cả nhà ơi, giò này thì nhiều thân, nhiều thân mà cũng xòe đẹp cả nhà ha. Đó, đứng xích lui một chút, quay qua đây một chút xíu đi. Đó, rồi ha, 790 nha cả nhà ơi, 790 ngàn. Tiếp gỗ rất là giá trị và nó càng thân nó càng to khỏe thì sau này nó sẽ cho những vòi hoa nó to dài nha cả nhà. Và kiều vuông thì hương thơm của nó sẽ nhẹ nhàng, hương thơm nhẹ nhàng. Kiều vuông này cả nhà ơi. Đây,
hoa lên nhìn nó rất là tinh khôi ha, nhìn nó sang á cả nhà. Và dòng kiều vuông thì hoa nó sẽ nở sớm cả nha ha. Kiều vuông nè, đó ghép gỗ thì nó cứ thòng chuỗi xuống như thế này nè cả nha. Nên đến khi có hoa cả nhà mình cứ treo nó thòng chuỗi hoa xuống nhìn nó tươi tắn lắm. Mà cái chùm hoa của nó lại tròn và to thì nó sẽ làm cho một cái giò hoa nó sum suê ha. Rồi tiếp theo kiều vuông này Q10 em đang có một cái chậu này, trời ơi form đẹp quá chừng cả nhà ơi. Form đẹp quá chừng luôn á. Rồi Q10 này giá 420, 420 nghe. Trời ơi, form cây nè, form cây cao ráo đẹp ha. Những cái giò như thế này có hoa cả nhà mình để bàn nè, nó thòng chuỗi hoa xuống nè ha. Đẹp lắm ạ. 420. Rồi tiếp theo Q11, Q11 em đang có cái này là cái vanda rừng cả nhà ơi. Cái này là một khúc nguyên bản rừng khai thác rừng của bang Gia Lai á, dân nó đi về có khúc nguyên bản nên em sẵn em lên luôn cho cả nhà. Cái đây là nguyên bản nè, em đặt vào trong chậu gỗ nè. Đó, cả nhà xem không, khúc nguyên bản cái nó rất là giá trị, phong đẹp tự nhiên, đặt vào chậu gỗ luôn. Về cả nhà mình có thể mình chèn thêm than hoặc vỏ thông xung quanh cho nó chặt cái chậu nha. Rồi cái mẻ này kèm luôn cái chậu luôn cho cả nhà mình luôn, Q11 280 nghe. 280. 11 280 đó, ướm vào trong chậu cả nhà mình thấy nó lên form rất là đẹp theo cái kiểu như là nguyên bản, là cái đẹp tự nhiên á cả nhà. Rồi Q12 nè, cái này là quế trắng cả nhà ơi. Một dòng quế trắng hoa rất là thơm. Mà những cái dòng đơn thân này thì lại dễ chăm sóc, mà chăm sóc càng lâu nó càng cao, đi cao lên nữa thì cây nó sẽ càng giá trị cả nha ha. Rồi mẻ này nè Q12 giá 350, 350 ngàn 350 ngàn một chậu quế trắng cả nhà. Mà riêng cái dòng quế trắng thì cái dòng này thì giá sưu tầm để lại cao rồi cả nha, 350 cả nhà, có được một cái chậu xinh như vậy thì rất là ok luôn đó ạ. Rồi Q13 nè, Q13 quế trắng này là 470 ngàn, 470. Cái này thì 470 ngàn. Form cây to hơn cả nhà ha, form cây to hơn cả nhà xem nè, form lá nè ha, lá cây xếp cũng rất là đẹp luôn. Rồi 470 ngàn quế trắng hoa rất là thơm. Và cái màu của nó khi nó mới nở thì nó sẽ có màu cái kiểu như màu xanh cốm cả nha. Đó, nó sẽ có màu xanh cốm và khi bung hoa lên thì nó sẽ là nó đổ về màu trắng như thế này. Và mùi rất là thơm cả nhà ơi, riêng quế trắng mùi rất là thơm. Cái màu của nó thì lại sang trọng nhẹ nhàng cả nha. Rồi tiếp theo quế trắng nè, Q14 em đang có chậu luôn, chậu như thế này nè. Anh chị nhà mình có thể mình kê lên trên đôn nè, mình để lên trên bàn đá gì cũng rất ok ha. Rồi Q14 950 ngàn, ghép trên cái chậu 14, gỗ này cả nha. 950 ngàn. Xong rồi lên thêm cái đế gỗ cả nhà xem này, nó lên form đẹp không? Giá thì 950 cả nhà ơi, giá quá là đẹp luôn rồi. Nó như những chậu như thế này cả nhà ơi, cái phí ship sẽ là 40 ngàn một thùng giúp em nha. Phí ship 40 ngàn giúp em. Như cái chậu gỗ với cái cục gỗ là nó đóng được một thùng là nó đã nặng rồi cả nha. Phần ship thiếu thì em hỗ trợ nha cả nha. À, anh chị nhà mình cứ sưu tầm đi, phần ship thiếu em hỗ trợ, chứ còn cái thùng là mua thùng xốp đóng cho cả nhà mình cẩn thận đó ạ. Rồi Q5 em đang có một cái giò quế trắng như thế này ghép gỗ. Cái này anh chị mình treo cũng được, móc treo sẵn sàng rồi. Hoặc là anh chị nào nhà mình muốn đẹp thì cả nhà mình đặt vào trong chậu ha. Để bằng thì có muốn để lên trên bàn cũng được. Nói chung là rất là dễ dàng cho cả nhà mình về mình treo ha. Rồi Q15 giá 500 ngàn, quế trắng 500 cả nhà ơi. Đang đi lá rất là đẹp ha. Đang đi lá rất là đẹp đó cả nhà ơi, 500 ngàn, giá quá ok luôn á cả nhà. Rồi Q16 nè, Q16 cái này là kim điệp xuân. Kim điệp xuân sẽ nở từ tháng 2. Và cái dòng này thì năm ngoái ấm trời thì bên em thì nó lại nở vào cái dịp Tết đó cả nhà ơi. Nó về nở vào dịp Tết từ kim điệp xuân. Rồi Q16 nè, giá 190 ngàn một cục ghép gỗ như thế này. Trời ơi cả nhà ơi, 190 ngàn. Sưu tầm đi, giá quá là ok luôn cả nhà. Kim điệp xuân năm ngoái là còn đi chợ hoa bán á. À, rồi Q17. Rồi chờ em một chút, Q17. Q17 này kim điệp xuân này ghép trên cục gỗ cả nha. Nhìn rất có form cây ha, nhìn nghệ thuật đúng không ạ? Rồi Q17 giá 380 ngàn. Đẹp cả nhà ơi, Q17 380. Đây nè cả nhà, xem nè. Đó, nó sẽ rên hoa trên từng cái mắt hoa như thế này, mỗi thân nó sẽ cho từ 1, 2 thậm chí là 3 vòi hoa luôn. Nhìn vậy thôi chứ bung hoa lên rất là đẹp nha. Rồi. Dân mới đi rừng về nè, lên luôn đi. Huyết nhung đỏ hàng hiếm. Rồi. Và cộng dài 90 đến 1 mét, 100 ngàn một cộng. Rồi tiếp theo cả nhà, cái này em xin chèn vô video một chút xíu nha cả nhà. Cái hàng rừng dân khai thác mới về á thì em sẵn em lên luôn. Cái này là huyết nhung, huyết nhung đỏ, một dòng hoa lan rất là hiếm nha cả nhà. Cái hàng này là hàng sưu tầm á, dòng này rất là hiếm rồi. Thì thân của nó sẽ dài tầm 80 cho tới 1 mét. Đó, anh chị nhà mình về sưu tầm ha. Cái này thì em sẽ bán là 100 ngàn một ngọn.
100.000 một ngọn cả nha. Mùa này nè cả nha, cây trên rừng nó đang đi lấy ngọn rất là khỏe luôn, nên là anh chị nhà mình về mình trồng thì nó sẽ rất là nhanh hồi cây ha. Nè, cây nào như em thấy nè, cây nào cây nấy nó đang đi lấy ngọn khỏe rồi cả nha. Thì nó sẽ rất là nhanh hồi cây. Ở đây em đang có 1 2 3 4 6 ngọn ha, 6 ngọn ha. Anh chị nào mình muốn lấy bao nhiêu ngọn thì cả nhà mình cứ nhắn với em. Còn muốn làm được một cái giò mà đẹp á, một cái giò tác phẩm này cả nha. 6 ngọn tính ra là 600.000 mà được một cái giò tác phẩm như thế này cả nha, mình cứ thử trải nghiệm đi, nó rất là giá trị luôn. Huyết nhung đỏ nha cả nha, huyết nhung đỏ cực kỳ hiếm luôn. Hôm nay tự nhiên dân về có cái giò, có những cái giò nó đều nhau và nó đẹp cả nha, đang đi ngọn thấy rất là tươi, nên là cả nhà mình về, cả nhà mình có sưu tầm, cả nhà mình trồng nó cũng rất là nhanh hồi cây nha. Rồi Q18 tiếp tục em đang lên là kim điệp xuân ha. Huyết nhung đỏ cả nhà ơi, cái dòng này hoa cực kỳ tươi và nó bền nha, và nó bền nữa. Rồi tiếp theo Q18 nè, em lên cho cả nhà mình cái này là chờ em một xíu. Đây nè, huyết nhung đỏ này, cái giò bên nhà em nở hoa năm ngoái, em đem về nhà em trưng nè. Một cái giò này ghép trên chậu gỗ cả nhà. Đó, ghép trên chậu gỗ nó cũng vừa thôi. Phong cây cũng đơn giản thôi nè, mà nó bung hoa ra, nó phân nhánh và vòi hoa nó dài thì sẽ làm cho một cái giò hoa rực rỡ luôn cả nhà ha. Rồi tiếp theo Q18. Q18 em lại tiếp tục theo mã số nha cả nha. Anh chị nhà mình cứ chốt theo mã giúp em ha. Rồi Q18 này em đang còn một cái giò kim điệp xuân nữa. Trời ơi, xanh và rất là nhiều mầm này cả nha. Rất là nhiều mầm ha. Bên đây nữa nè. Đẹp lắm. Rồi Q18 giá sẽ là 450 cả nha ơi, 450.000 một cái giò kim điệp xuân hoa vàng. 450.000. Riêng cái dòng này thì dễ cho hoa lắm cả nha ơi. Riêng dòng này dễ cho hoa và sai hoa, hoa màu vàng như thế này cả nhà xem nè. Cái giò thì nó cũng vừa vừa thân thôi, bắt đầu là nó xòe ra. Đó, nó bung trên mỗi thân nó sẽ cho 1-2 vòi hoa như thế này, là cái giò nó sẽ sum và tròn à. Cái giò này thì hoa nở tại vườn em, nên là cả nhà mình cứ yên tâm cả nhà tham khảo ha. Rồi Q19 nè, Q19 em đang có kim điệp xuân. Cái giò này thì ghép theo kiểu tròn. Đó, anh chị em là mình muốn thích cái kiểu mà sum sê, cái bình chơi thân lá nó cũng là rất là đẹp cả nhà. Sau này chuỗi hoa nó cứ thòng xuống như thế này, thòng xuống, bung ra. À, nhìn cái giò nó sẽ sum và vàng ươm luôn. Rồi Q19 giá 580, 580 ngàn. 580 ngàn. 580 ngàn nha. Đó, anh chị nhà mình sưu tầm cứ nhắn cho em mã số. Mỗi giò đều có một mã riêng, nên là cứ chốt mã nào đảm bảo gửi chuẩn cây chuẩn mã cho cả nhà mình nó mới chuẩn, đúng không cả nhà? Rồi Q20 nè, cái này là nghinh xuân rừng nha cả nhà ơi. Vườn thì chuyên hàng rừng và chăm sóc từ kim điệp xuân, nghinh xuân nè, cho tới dẻ hạt, những dòng thân thòng đều một chế độ như nhau, nên về cả nhà mình chăm sóc cũng rất là dễ nha. Chăm sóc chủ yếu là hữu cơ thôi. Rồi mã này Q20 giá sẽ là 350.000, 350. Q20 350.000. Giò này thì ghép theo kiểu tròn đều cả nhà ha. Giờ ghép theo kiểu tròn đều nè. Đó, giá 350. 350.000. Cái này thì nó có một số lỗi lá này, nhưng mà nó đã khô rồi nha. Em xử lý vết bệnh nó khô rồi cho cả nhà mình rồi. Yên tâm. Rồi 350. Tiếp theo, chậu này thì Q21, chậu này thì farm nhỏ hơn một xíu, giá 301 cả nhà ha, 301. Đây nè, cả nhà mình sưu tầm hàng rừng thì những cái lá chân như thế này là bình thường, không vấn đề gì hết nha cả nhà. Hàng rừng mình về bắt đầu mình chăm cây đi, lá mới này nó căng lá rồi như thế này nè cả nhà. Rồi giá 301. Q21 301 cả nhà ơi, nghinh xuân rừng hoa cực kỳ thơm. Cực kỳ thơm luôn á cả nha. Nở vào dịp Tết ha, nghinh xuân nở vào dịp Tết, những cái giò như thế này bung hoa thì phải nói là quá tuyệt vời luôn. Rồi lên tiếp một giò nè, mẻ đây, trời ơi cả nhà ơi, săn cái mẻ này đi. Thật sự luôn, những phiên hôm nay nói chung là nhiều mẻ săn sale, những cái mẻ hàng ưu đãi lắm cả nha. Rồi một cái giò nghinh xuân to nè, ghép trên chậu gỗ lên đế gỗ như thế này. Đó cả nhà, đến khi nó thòng cái chuỗi hoa xuống thì nó sẽ làm cho cái giò nó căng tròn hơn nha. Rồi Q22 950.000. 950.000 cả nhà ơi, một cái giò ghép theo kiểu tròn đều như thế này, 950, và những cây này là mùa tới là đã cho hoa rồi cả nhà ha. 950. Cái giò ghép gỗ với trụ gỗ nặng, phí ship 70.000 giúp em nha, phần thuế em hỗ trợ. Đó, như cả nhà mình khi mà những cái thùng hàng như thế này mà cả nhà mình nhận đơn anh nha, nhận cái thùng hàng cả nhà mình mới thấy nặng. Rồi tiếp theo lên một cái mẻ nữa nè, Q23, cái này là kiều vuông. Kiều vuông em đang có chậu như thế này. Cây khỏe cả nhà ơi, cây thuần khỏe, phong cây nè, phong cây to khỏe cứng kép ha. Giá sẽ là 150.000 một chậu cả nhà ơi.
150.000 một chậu. Kiều vuông ha. Đó anh chị nhà mình sưu tầm trải nghiệm đi, kiều vuông hoa nở cũng sớm lắm cả nha. Và đặc biệt kiều vuông mà anh chị này mình muốn làm hoa Tết nó cũng rất là hợp lý luôn. Rồi Q24 nè, hoàng phi hạt. Hoàng phi hạt một cái dòng cây là nó khỏe. Thứ hai là hoa của nó thì nó phải nở ngoài 30 ngày cả nhà ơi. Một dòng hoa lan rừng mà nở bền như thế này thì rất là ít ha. Rồi Q24 hoàng phi hạt thuần khỉ nè, giá thể nè, phân bón đồ đầy đủ trên chậu hết luôn rồi. Về nhà cả nhà mình chăm sóc thêm và chuẩn bị chờ tới hoa mùa hoa nha. Rồi Q24 giá 150 một chậu. Trời ơi, 150.000 một chậu cả nhà ơi. 150 cả nhà ơi, sưu tầm đi ha. Và lưu ý giúp em là hoàng phi hạt mùa này cây cũng sẽ lác đác xuống lá nha cả nhà. Cây sẽ lác đác xuống lá. Cái dòng này nó cũng xuống lá để cho hoa. Đây nè cả nhà, hoàng phi hạt nè. Hoa nó phân nhánh nữa, nó làm từng chùm nữa. Nên là thành ra là nhìn nó rất là sum. Đây nè, nó ra một vòi, bắt đầu là một vòi của nó sẽ là cỡ tầm 3-4 vòi bông hoa nữa. Nó làm chùm như rất là xinh. Đẹp đúng không cả nhà, hoa nở tại vườn em á. Qua bao nhiêu mùa hoa à? Rất là thích luôn. Rồi tiếp theo thêm một cái mã săn hàng nữa nè cả nhà ơi, săn siêu ha. Q25, cái này là hoàng phi hạt. Cái này thì ghép trên một cái thớt cả nhà xem nè, ghép trên một cái thớt ha. Rồi Q25 550.000 hoàng phi hạt cả nhà. Đó, quay ngang thì cả nhà mình mới thấy được hết phong cây. Do cái dòng này thì nó phong đứng á, và nó rất là cứng cáp. Ghép trên một cái thớt gỗ thì cả nhà mình cũng thấy rồi đúng không? Ghép trên một thớt gỗ như thế này, giá 550. Lưu ý nha cả nhà ơi, dòng này sẽ có xuống lá. Nên là cả nhà mình mà có nhận hàng mà có lá vàng thì cả nhà mình cứ vui lòng vặt giúp em với nha. Hoàng phi hạt cây khỏe và nở rất là bền. Rồi Q26 này, em đang có một cái chậu này là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên hoa vàng cánh sáp và hoa thơm nha. Rồi Q26 giá 290.000 một chậu cả nhà ơi. Q26 290.000. 290 nè, một cái chậu như thế này sưu tầm đi cả nhà ơi. Sơn thủy tiên nó nở cũng màu vàng và nở cũng rất là xinh á, hoa vàng. Đẹp. Rồi Q27 nè, Q27 chậu này sum hơn nè cả nhà ơi. Q27 giá 420.000. Trời ơi cả nhà ơi, xem mầm tơ mà nó lên này đã chưa. Mầm tơ mà lên nè, cực kỳ tiềm năng luôn nha. Mà thân nè, cả nhà xem nè, những cái mắt hoa nhìn cũng rất là tiềm năng cả nhà hả. Mắt hoa nè, nhìn tiềm năng chưa. Đó nên anh chị mình sưu tầm những cái chất cây thế này rất là ok. Và trên chậu thì cũng đã có phân bón đầy đủ rồi cả nhà hả. Bên em thì dùng phân hữu cơ chuyên dụng của vườn làm. Và phân tăng chậm của Nhật, dùng một năm là bón 2 lần. Nên là anh chị nào nhà mình mà cần tư vấn về phân thì cả nhà mình cứ nhắn em tư vấn thêm cho nha. Rồi tiếp theo Q29, cái này là cẩm cù. Cẩm cù cả nhà ơi, cái hàng nguyên bản trên rừng dân khai thác về ha. Rồi Q29 là 90.000 hai khúc như thế này cả nhà. Q29 90.000 hai khúc. 90.000 hai khúc nha. Cẩm cù thì hoa của nó sẽ là hoa tròn và nhìn nó xinh lắm cả nhà, nó bung tròn như thế này nè. Đó, khi mới nở nó sẽ màu như thế này nữa nè cả nhà. Xinh ha, và hoa nó cũng thơm nữa cả nhà. Cẩm cù hoa thơm nha. Cái giá mà cả nhà mình sưu tầm mình về mình treo nó cũng rất là nghệ thuật đúng không cả nhà. Về treo đi nó cũng thuộc dạng như là dây leo á cả nhà. Rồi Q30 em có hai khúc này, giá là 80.000 hai khúc, cũng là hàng nguyên bản luôn cả nhà. Nguyên bản thì cái giá trị chất của nó là hàng nguyên bản từ rừng về nè. Về cả nhà mình treo nó sẽ còn đi dây và thòng dài thòng xuống nhiều nữa ha. 80.000 hai khúc. Rồi tiếp theo Q31 nè, cẩm cù, cái này cũng nguyên bản luôn. Q31 giá 201. Q31 giá 201. Đó cả nhà ơi, những cái giò to như thế này nè, càng nhiều mắt như thế này thì sẽ càng cho nhiều mắt hoa á cả nhà. Cẩm cù nó nở hoa trên những cái thân mắt như thế này nè. Đẹp đúng không cả nhà? Nhìn về treo cho nó xanh thích lắm. 201 Q31. Rồi Q32 nè, em đang có một cái khúc nguyên bản nữa. Q32 khúc nguyên bản, cái này là kiều tím ha. Nguyên bản dân khai thác từ rừng về. Rồi giá 300.000, 300.000 một khúc nguyên bản như thế này. Q32 300.000. Đó, về cả nhà mình làm móc treo như thế này và cầm là treo lên như thế này thôi. Còn anh chị nào mình thích chậu là mình đặt vào trong chậu. Mình có thể gọt bớt cái phần này đi ha. Đó, nó bằng bằng như thế này và đặt vào trong chậu thôi. Form cây thì cũng để có sẵn luôn rồi. Là hàng khai thác rừng Cờ Bang Gia Lai á, khu vực chỗ em luôn. Rồi riêng về kiều tím thì hoa nó màu tím đẹp nhẹ nhàng cả nhà ơi, rất đáng là sưu tầm. Rồi Q33, kiều tím này em đang có một chậu. Cây thì đã thuần khỏe như thế này. Còn mầm tơ cả nhà xem nè, mầm tơ nó lên đẻ chưa. Cái này là nó mới lên thôi, nó sẽ còn cao và phát triển nữa cả nhà nha. Rồi Q33 giá 300.000 một chậu.
Trời ơi, Quy 33 300 nghe. sưu tầm liền cả nhà ơi, cái giá quá là ok luôn á, giá rất là ok luôn á. Còn kiều tím nè, hoa nở tại vườn này cả nhà. Cái màu tím nói chung là kiều tím cái màu đẹp nó cứ nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng quyến rũ sao á cả nha. Hương thơm cũng nhẹ nhàng luôn cả nha ha. Đây nè, những cái vòi hoa của nó là nó thòng xuống nhìn đẹp. Rồi tiếp theo Q34 nè, kiều tím em đang có chậu này form sum hơn. Ủa, trời ơi cả nhà ơi, xem nè. Nó đang lên mầm gốc nữa. Đó cả nhà mình sưu tầm những cái cây như thế này phải nói là về nhà rất là thích. Cái này cũng là một cái cách mà để lan tỏa đam mê cả nha. Đó, mầm đang nhỏ ngang về nhà cả nhà mình chăm 1 2 tháng nữa tự nhiên mầm nó lên cao bậc như thế này là cả nhà mình có thấy thích không? Thích đúng không? Nên là nó lại là càng làm cái động lực để mình chăm những cái giò hoa lan nó khỏe nó đẹp hơn nữa ha. Rồi, mã Q34 giá 480 ngàn cả nhà ơi. Q34 480 ngàn. 480 đang lên mầm gốc luôn. Ba cái bên này mầm nữa là ba cái mầm gốc cả nha. Nhìn rất là xinh ha. Nó lên mầm gốc mà nó lên cao nữa thì cái giò nó sẽ thêm thân á thì nó sẽ càng xum xuê hơn nữa nha. Rồi tiếp theo kiều tím ghép trên thớt gỗ này Q35. Ghép trên thớt gỗ này em đang có mã này giá 470 ngàn. Đây thớt gỗ băng thì cả nhà mình có thể mình kê linh đôn ha. Q35 470 ngàn. Cây thuần thuần nói chung là những cây như thế này cây ăn nắng rất là khỏe cả nha. Nha. Rồi 300 à, em xin lỗi. Q35 470 ngàn cả nhà ơi, 470 ha. 470 ngàn quế kiều tím. Rồi tiếp theo em đang còn một cái mã kiều tím nữa nè. Cái giò này thì ghép gỗ và cũng rất là sum thân. Q36 cả nha. Đây, đứng sau lưng cho cả nhà mình xem nè. Cái này thì phải hơn một ôm của em nè, phải hơn một ôm ha. Đang rất là nhiều thân và mầm gốc đang lên khỏe nữa cả nhà ơi, Q36 nè. Đây nè cả nhà xem đây. Nè, mầm gốc đang lên nè. Mầm gốc lên nè, lên nè. Bên đây cũng mới lên hai mầm gốc nữa nè, nó chưa lớn á cả nhà. Nó lớn lên nữa thì cả nhà mình sẽ thấy. Đây. Cái mầm gốc đây nó lớn nè. Đó, còn mầm đây nè, nó lớn hơn nữa, bắt đầu cả nhà xem mầm tơ mà coi nó đẻ chưa. Ha, còn bên đây là những mầm tơ cũng đang đang mới chớm lên thôi nè cả nhà. Đây ha. Đẹp lắm, có nhiều mầm gốc đang lên lắm cả nhà ơi. Về cả nhà mình sưu tầm, mình trải nghiệm, mình chăm sóc, mình ngắm mầm nó qua từng ngày á thì nó rất là đã. Rồi Q36 giá sẽ là 1.900.000. Wow. Ui. Q36 cái giò này nặng cả nhà ơi, xin cái giò này nặng ha, em xin phép là em báo cái phí ship của nó là 100.000 đi, phần thiếu em hỗ trợ cho. Đây nè, một cái giò như thế này cả nhà ha. Rồi 100.000 phí ship Q36 giá 1.900.000 cộng 100 ship. Giò này nặng thôi, cái này tí nữa để treo lên. Nặng lắm cả nha. Ghép gỗ nó, lấy ghép gỗ nó nặng nhưng được cái là cả nhà mình chơi rất là bền cây và phong cây thì cực kỳ tự nhiên luôn ha cả nha. Rồi tiếp theo Q37. Q37 em đang có mẻ này là nghinh xuân rừng. Nghinh xuân rừng, những cái giò mà nở tết như thế này thì rất là đáng sưu tầm cả nhà ơi. Nghinh xuân rừng hoa trắng tím thôi. Cả nhà xem nè, mùa vừa rồi nè, thân này tới hai vòi hoa. Còn thân này vòi cây to này thì vòi hoa cũng rất là dài này cả nha. Giò này hầu như là cây nào cũng đã cho hoa hết rồi. Rồi Q37 giá này cả nhà ơi, 1.350.000. 1.350.000. Đây nè cả nhà xem cái chất cây ha. Form cây cũng rất là to khỏe nè, thì nó sẽ cho những vòi hoa khỏe và dài cả nha ha. 1.350.000. Cái giò này thì phí ship sẽ là 70.000 đi cả nha. Phí ship 70.000 đi ha. Cái phần thiếu thì em hỗ trợ. Nó có một cái cây bên đây nè. Nó có một cái cây bên này em cũng báo luôn, nó có một cây bên đây nè, nó bị trên lá nè, em cũng đã xử lý khô vết bệnh rồi, không sao hết ha cả nhà ha. Có một cây như vậy thôi. Giá 1.350.000 tổng thể cho một cái giò như thế này. Quá là đẻ luôn cả nhà ơi. Nghinh xuân rừng thì mùi hương của nó là cực kỳ thơm. Anh chị này mình đã từng chơi nghinh xuân rừng thì cả nhà mình sẽ biết riêng về cái dòng này cả nhà ơi, về form cây cũng to đẹp luôn rồi. Rồi hôm nay là rất là nhiều mã cả nhà, anh chị nhà mình cứ nhắn cho em mã số đi, em lên đơn và gửi tới cho cả nhà mình cẩn thận nha. Em xin chào cả nhà.